Xin Tuấn Kiệt Buka thả tính nhau không ngớt giữa nghi án hẹn hò. Quân AB là tâm điểm của sự chờ trọc khi làm ma mới. Tập phát sóng mới nhất của chương trình Dòng Ái dòng ai khiến khán giả vô cùng thích thú khi có những tình huống hài hước khó đỡ, cùng với đó là sự chứng kiến thêm mạng thả tính nhau trên sóng của diễn viên Buka và ca sĩ Xin Tuấn Kiệt. Sau khi chọn đội, Quỳnh Châu phản đối vì đội cô toàn hai người mới, thì Buka lập tức kêu đổi đội. Trấn Thành ngay lập tức bắt bẻ chính Buka mời Xin Tuấn Kiệt về đội và giờ hết thích người ta nữ diễn viên liên tục gật đầu, thích lắm, thích lắm. Nếu quân AB và chế Nguyễn Quỳnh Châu là hai lính mới khi tham gia chương trình, thì hai ma cũ Dinh Tuấn Kiệt, Buka đã có gương mặt thân quen. Chẳng những thường xuyên hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án mà còn quen thuộc với chương trình, thì Dinh Tuấn Kiệt, Buka ngại gì không thả tính. Khi bước vào vòng hóa thân, Dinh Tuấn Kiệt đã nhầm tên đồng nghiệp quân AB thành quân AB. Trường Giang ngay lập tức bắt bẻ giọng ca không thể yêu ai được nữa. Tên người ta là quân AP, nghe sang chảnh vậy mà đọc thành AB. Đâu để xin Tuấn Kiệt một mình, Buka đáp trả Trường Giang. Em thấy xin đọc đúng, quân tên tiếng Việt là phải đi với AB đúng không? Bên Zin ra mặt của Buka khiến Đại Nghĩa cũng vào cuộc. Nếu là tiếng Việt thì phải là quân A Phở. Trường Giang cũng tiếp tục, không chính xác, nếu mà Văn nói phải là quân A Bờ Phở và Trấn Thành chốt lại câu chuyện khịa cà khịa Buka. Tên quân người ta còn có tiếng Việt, đọc là quân AB, còn Buka không lẽ đọc thành Bú Buka. Chưa hết, Trấn Thành còn khịa luôn cả nghệ sĩ Zin Tuấn Kiệt. Nam ca sĩ chia sẻ, Jin đã thể hiện sự trong trắng ngây thơ của anh. Câu trả lời nam cho mọi người không ai tin, vì cho rằng trong trắng thì không thể mặc bộ đồ màu đen vậy được. Buka nhanh miệng, ngoài đen trong, cởi ra thì trắng. Ngồi cùng đội với nhau trong đội trường gian, Buka và Jin Tuấn Kiệt liên tục đùa nhau bằng những câu nói hài hước, dễ thương. Bất ngờ đội trường gian loại khí sinh hát cực hay và Jin Tuấn Kiệt nhận ra người quen của mình, thì nàng cho rằng lý do makeup đã làm cho Jin không nhận ra để chạy tội cho anh